Chấp nhận rủi ro mang bầu khi con mới được 3 tháng tuổi, Hải Băng bị cư dân mạng ném đá thậm tệ. Nữ ca sĩ Viên Đá Nhỏ đang phải hứng chịu không ít gạch đá khi chia sẻ về việc mang thai lần thứ 3 ngoài ý muốn. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hải Băng vừa thông báo mình mang thai tháng thứ 2 sau khi vừa sinh con trai được 3 tháng. Mặc dù được các bác sĩ tư vấn là nên bỏ thai vì rủi ro nguy hiểm đối với hai mẹ con là khá cao, nhưng cô vẫn quyết tâm giữ lại. Cô chia sẻ, biết là con đường để mẹ con tôi gặp mặt sẽ không phải dễ dàng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Ngoài việc mạnh mẽ cười tươi thì bây giờ mọi thứ cứ thuận ý trời. Việc này đúng là nằm ngoài dự tính của vợ chồng tôi. Sẽ có người nói tôi khùng hoặc điên vì không biết suy nghĩ. Nhưng tôi, vì thật thâm, tôi chỉ mong có hai đứa vui nhà vui cửa và cũng đủ sức để lo cho con, chứ chẳng mong con đàn cháu đóng. Vì tôi muốn con tôi sẽ đầy đủ và hạnh phúc không thiếu thốn. Nhưng bây giờ thì coi như thêm thử thách với vợ chồng tôi chỉ mong rằng có thật nhiều sức khỏe để lo cho các con, hy vọng sẽ mẹ tròn con vuông. Tuy nhiên, quyết định này Hải Băng lại vấp phải phản ứng dữ dội của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cô thiếu hiểu biết, nghe thì có vẻ là hy sinh vì con, nhưng là đang hại con, bởi cô đã sinh mổ liên tục 2 lần, nên thường bác sĩ sẽ khuyên không nên sinh lần 3. Nếu sinh thì phải cắt ít nhất là 5 năm, nhưng Hải Băng thì khác. Khi đứa con thứ 2 vừa được 3 tháng thì cô lại mang thai 2 tháng. Điều này không những gây nguy hiểm cho mẹ, mà còn liên lụy đến tính mạng của con, khi tử cung còn sập xệ chưa lành, không thể nuôi dưỡng tốt bào thai.